chín, cũng hơi chín chín rồi, trái nhiều lắm đó. Trái xâm xê luôn. Bây giờ hôm nay mình thu hoạch cái tắc này để đem ra tiệm bán. Thu hoạch bên ngoài, bên ngoài cái đường ca ấy để mình chiêm cái cây luôn. Quá trời luôn, quá trời, trời thì lạnh nữa. Cỡ này thì mình thu hoạch nó good hơn, chứ để vàng nữa thì nó không có ngon. Khi mà mình hái xuống thì nó còn tươi lắm. Cái tắc của mình đây. Rồi, bắt đầu mình thu hoạch nó nha. Hơi lâu chút, hơi lâu lắm. Hôm nay nắng ấm nên thành mình làm cái này nó sướng lắm.
Đây, đây là cái đống này sơ sơ là mới mé bên ngoài thôi nha bà con. Mé bên ngoài thôi, cái đống sơ sơ. Mình tỉa cho nó ngang với cái mặt đường. Đó. Đó, mới sơ sơ cái mé bên ngoài thôi. Rồi bây giờ mình vô mình sẽ cắt trái. Bít cái lối đi của mình nè. Đó. Tắt mà hái ra được một, cắt ra được một thùng này nhiều lắm cái lá nó này. Thùng này chắc cũng cỡ nặng lắm, chắc cũng cỡ 40-50 phao á. Tắt này thì người ta bán, người ta không muốn bán chín lắm đó, vì người ta làm đường nó mới giòn, và thích ăn giòn. Rồi, xin chào bà con nha, đợt sau mình sẽ hái tiếp tục. Bye bye, see you again.